Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc mic Shure, mic không dây của Shure của model là SH27. Mic này thì nó là mic vừa tiền, giá rẻ, phù hợp cho gia đình hát, giá thành hợp lý mà tiếng mic cũng được. Nói chung là nếu để xét mà nó hay mà trong trẻo lợi tiếng thì nó cũng không được mấy đâu. Nhưng mà với gia đình thì chạy các bạn có thể hát ở gia đình là vô tư rồi. Đây là bên ngoài vỏ hộp ạ. Bên ngoài vỏ hộp đây, bên mình sẽ giới thiệu ở bên trong. Đây là bên trong thì các bạn bóc hộp ra thì các bạn sẽ thấy một cái cổ thu. Và đây nó sẽ có nút công tắc bật nguồn. Đây nút công tắc bật nguồn đấy. Đây là hai nút vận chiết áp to nhỏ. Logo Shure và model SH27. Con này sử dụng cái tần số là VHF. Sóng VHF. Đây là hai tai mic đây. Hai tai mic thì nó sẽ có đánh dấu á, một cái mic màu xanh và một cái mic màu đỏ. Và hai này có cái tần số khác nhau để làm sao nó không nhận lẫn vào nhau. Và cái mic này sử dụng pin 9V. Pin này cũng dễ dàng mua thôi, pin 9V, pin vuông. Đây là cái dây kết nối từ cục thu xuống âm ly. Và bây giờ mình sẽ tiến hành test cắm cái bộ mic này vào âm ly để alo thử để cho các bạn cùng trải nghiệm xem cái tiếng của nó như thế nào. Và bây giờ mình sẽ tiến hành test cái mic này cho các bạn nhé. Thì ở đây kết nối rất đơn giản thôi ạ. Một đầu jack này các bạn cắm vào điện, còn ở đây nó có jack tròn tròn này, một đầu cắm vào cục thu và một đầu cắm vào âm ly, thế là xong. Ở đây mình sẽ sử dụng một chiếc loa thôi. Bộ loa này với âm ly này, cái loa này có hơn 1 triệu, âm ly cũng hơn 1 triệu thôi, cho các bạn nghe cảm nhận cái tiếng của nó thôi nhá. Đây là cái nút to nhỏ đấy. Vặn về cỡ đây, to lên này, to lên này. 1 1 1 1 2 1 2 1 5 6. Đây vặn bé nhất này. Vặn to lên này. 1 1 1 2 5 6. Mỗi một cái nút bên này là điều chỉnh mức độ to nhỏ của một cái mic. Mình đang sử dụng một mic thôi. Và khi bật mic lên ấy, thì cái đèn bên này nó sẽ sáng. Hiện tại bên này đang sử dụng mic V. Và nếu các bạn lắp pin vào cái mic A mà bật mic A lên thì cái mic cái đèn này nó sẽ sáng. Mình đang sử dụng mic V này. Để thử lại tiếng nhé. 1 1 1 2 5 6 5 6. Trong video này mình sẽ không nhắc tới giá bán, bởi vì khi các bạn xem video này có thể giá bán đã thay đổi. Chính vì vậy, để tham khảo giá chính xác nhất của bộ mic Shure không dây model SH27, các bạn hãy truy cập website zanga.vn hoặc nhắn tin đến số Zalo của mình là 0972888444 để check giá và đặt hàng. Cảm ơn các bạn đã xem video này.